chai anh lá lá vậy hả? Bữa nay uống trà ấy đi. Cô Long hay thầy hay thầy bác? Trà nào cũng được hết á. Đây. Uống là cho nó bình tĩnh luôn. Đây, Cô Long đây. Ít thôi giờ không có muốn đậm mấy tối khó ngủ. Tại tối tôi cũng lúc nào tôi cũng qua đi trà mấy bông à. Bỏ mấy bông cút chung được. Thôi hả? Hôm bữa nó vậy thì nó lộng nó có ngàn à. Nó để lấy đi làm. Cô phụ thầy cũng được. Tôi nói ví dụ như mấy đó bàn của tôi trước rồi không phải là gì là tôi thấy bữa con nói với thầy rồi mà thầy nói nhưng mà ông ở nhà tôi nói ví dụ như ông bỏ ra tôi không nói gì nghe không ý nói chuyện đó nhưng mà giờ rồi cái là rốt cuộc cái mỗi một thứ á cái thầy hụt vô một chút mở thứ thầy hụt vô một chút mà ông nghĩ 10 thứ vậy thì ra nó đầy quầy ra cho nên ráng làm sao mình đừng có cho nó thiếu kém quá nhiều tu hành mà thiếu kém quá tôi không có được. Bây giờ đừng có bài mình có chỗ ăn, chỗ ở, chỗ ăn, chỗ ỉa, chỗ tu là mừng rồi. Tại vì con thấy hôm trước cái vườn bông á, ngày chuẩn bị vô lan tới rồi, mà cái vườn bông nhìn nó kỳ kỳ, tôi muốn làm. Làm cái khung để, chỉ là làm cái khung thôi, con nghĩ nó đâu vậy, con tiền đâu. Mình đây có làm mà. Xây cái vườn khung thân cái độ. Rồi cái cuối cùng, thí dụ như ông để trồng bông cũng vậy, trồng cái loại nào nó lâu dài, trồng cái nào là có hướng dương, cuối cùng nó rụng lên cả đống nè, cái này nhổ, bắt đầu lúc đó là đi nhổ nha. Thấy không? Cho nên cái vụ mình làm gì mình phải nghiên cứu cho nó lâu dài. Bước mùa ở đây nó tới mùa nóng thì nó lại không có tưới tốn nước. Mùa lạnh là mùa đông thì nó không sống nổi không thấy không cho nên mình trồng cái cây gì đó là sao chứ ai không muốn cái cảnh đức cảnh chùa cho nó coi nó lịch sự ông nói ngàn mát quá chứ ông nói chú Tâm bữa chú Tâm nói ngàn cái con nói trời ơi để nói với thầy cái đã ông nói cái thời buổi này á làm ngàn không có nhầm nhò gì hết trơn á nổi ngàn không đủ đi mua vật liệu nữa còn bây giờ công ví dụ như một anh thợ vậy mà 4 năm anh thợ làm ngày nay là không biết nổi tiền tiền 4 năm ông thợ làm nhiêu tiền rồi ngày hôm qua nó bây giờ qua chú Tâm báo lại là 2000 mấy rồi đó cho nên khi ông nói thì ông tưởng đâu là ông có ông phụ tôi mà bây giờ thí dụ như tôi ông còn mắc nợ tôi lấy ông qua ông đành không đó không lẽ là tôi đè tôi cướp công không mà bây giờ công suy nghĩ mấy đó sao rồi mình rút kinh nghiệm lại thôi gì nó lỡ bởi nhưng mà cứ để cứ việc làm đi cái gì sai thì tôi sẽ sửa nó là rốt cuộc rồi bây giờ là tiền bạc thì không có mà cứ làm tới thì sao chịu nổi bữa không có hỏi ổng thử thôi à cứ mỗi một cái á nó chỉ hụt vô cho ngàn thôi 10 cái tới hết 10 ngàn à không có hỏi cứ tâm thử thôi cái ổng làm bao nhiêu phải chi thầy ở đây mà mình có làm gì mà mình có cái tiền vô điều điều á còn trong khi mình toàn là nhờ đi làm á làm cái nghề của mình là nghề thấp nhất của xã hội đó nghề mà tiền nó bao nhiêu hết trơn á thì đâu đâu có ỷ lại được thì thôi thì nó dĩ lỡ rồi thì làm lần này nữa là... làm vườn băng để bỏ phân lại cho nó tốt tươi lên này để cho có mùa vô đang về có một tử rồi về nhìn cái trước cảnh trong cảnh cho nó đẹp một xíu bán đi thầy từ từ nên bây giờ nhớ càng lúc kinh tế nó càng khó khăn mình làm gì là cũng phải dè dặt trước sau lắm Phật tử họ cúng cũng có giới hạn mà mình ở đây rõ ràng Phật tử đâu có bao nhiêu đâu mà cũng biết mà con kia mới hỏi từ cái tâm thôi với hai nữa chỗ mình á mình không có dám kêu gọi gì là sau này ở phiền hà ai làm gì làm mình chỉ lo mình ẩn mình lo mình công việc của mình đi làm mình sống mình tu được như mình tu
đời họ nhìn cái vỏ thôi. Ông nào mà chùa to Phật bự có tiếng tâm cái rồi họ đeo họ làm thấy ông mệt. Khi tôi suy nghĩ thấy thì mình thấy mình ngao ngán toàn là đóng cái tuồng không à. Phật tử thì họ không có, thật sự ra họ mình không nói họ vô minh thì họ buồn, nó họ ngu si họ tự ái, nó họ mê muội thì họ cũng giận. Thật sự Phật tử mấy anh đi làm mới thấy rồi đó. Tôi nghĩ đi làm mình nghe nọ mà mấy bà mà không mình nói dấu tơ khen ngợi mấy ông thầy của mình nghe mắc cười, trong khi tôi biết quá. Ví dụ như cái ông thầy mà khen ổng mà kỹ lưỡng lắm. Tôi nhớ vậy nè, tôi nhớ một chuyện mà giờ mới nói luôn, không giấu, tôi không cần nói tên thầy nè. Hồi tôi ra ngoài Nhân Trạch Đồng Nai á, nó cái chùa tên là chùa Phước Hưng. Thì sư bà đó là sư bà Thấm Liên, giờ nghe nói sư bà Tịch rồi. Cái thời đó đó là sư bà là chánh đại diện Phật giáo huyện Nhân Trạch. Nghe tôi nói đơn giản cái người có đạo đức hay không để cho mấy anh em nó lỡ rồi. Tôi bây giờ tôi lỡ tôi không có sợ gì lỡ nữa hết trơn á. Tôi nói hết để cho mấy anh em rút cái bài học kinh nghiệm đạo đức. Khi sư bà rước ông thầy đó về từ ở Thường Chiếu nghe, từ Thường Chiếu về lãnh ở chùa đó. Tôi nói tôi thằng đó tên nào, tên ông thầy nào là ông, mấy ông tự suy nghĩ biết. Cái sư bà nghĩ rằng là lúc đó sư bà mới là ni sư thôi. Mà sư có đức lắm nghe, bà mở cái phòng thuốc nam bốc thuốc một ngày không biết bao nhiêu thang. Bà nuôi không biết bao nhiêu người bệnh. Mở cái nhà cơm mà nhà cơm từ thiện nữa. Đó, bà đơn giản vậy thôi. Khi đứa ông thầy này về cái bà giao cái chức chánh đại diện lại cho ông này. Bà nói thôi con là ni, mà nhà nước thì nó không chịu bà sư bà buông cái chức đó, mà sư bà đó là bây giờ có tăng rồi, chức chánh đại diện. Thì sư bà lúc mà sư bà làm thuốc nam đó, người ta mới thương sư bà, ta mới vừa bán vừa tặng một miếng đất ở trên núi đó. Thì khi mà ông về ông làm chánh đại diện rồi, ông muốn chiếm cái trên núi luôn, hiểu không? Lúc đó là bà chánh đại diện cho nên người ta mới ký giấy, người ta hiến cái đó, vừa bán mà vừa hiến. Nhưng mà thật ra đó bà mua nhiều hơn ta tặng, là tại vì sợ nói tiếng mà mua thì trong môn đồ họ ngán rồi, nó theo sư bà có chùa là mua nữa phải không, sư bà mới mua trả góp. Vậy mà họ cái lòng tham mà không có vừa, họ muốn chiếm cái tình núi đó luôn. Rồi xong cái cuộc họp đó đó, sư bà đứng cái sư bà cãi cái người đó đấy. Cô nó nhớ cô là đi phải bắt giữa bắt kính pháp. Cô nói chuyện với tôi là cô phải đánh lễ xin con. Mà trong khi sư bà lúc đó là đáng tuổi là mẹ của ông thầy rồi đó. Thật ra bây giờ mấy anh em nghĩ rằng nếu bây giờ một vị thầy, một vị giảng sư mà từng sống như vậy, từng sống trong một cái thiền viện lớn ra, từng được sự giáo dưỡng, giáo hóa ra, đối với một tôn túc dầu là ni như vậy, tham vọng như vậy, thì bây giờ đủ cái đạo đức mà để dạy đạo đức cho đời sau không? Trong khi thí dụ ông đi làm nghe bà cụ có khen, thấy mình nó quá cười à, không có biết ấn giáp gì, cái gọi là dĩ dãn dơ dái dễ gì dấu díu như như là Phương Hằng mà nói đó. Trong khi ông giảng là thao thao bất tuyệt, những cái năm đó nó khó khăn lắm, dân Chợ Lách nó còn nghèo ghê lắm, có những ngôi chùa nó sụp nó đổ nát thôi, chỉ cần 500 triệu thôi là ta cắt được ngôi chùa cho ba tánh tu. Trong khi ông đem về cái ông làm cái nhà thờ của cái mộ, cái thành mộ của ông bà cha mẹ gì tôi không biết, cha mẹ còn tôi cũng chẳng nữa, 1.7 tỷ. 1.7 tỷ, 1.7 tỷ năm đó gần bằng 10 tỷ bây giờ, năm 2005. Nếu nó vàng lẻ. Tôi xách xe, tôi nghe, tôi cũng hiếu kỳ. Tôi xách xe, tôi chạy tới cái chỗ thành mộ, tôi coi, tôi đứng, tôi lắc đầu. Trong khi chỉ cần 500 triệu thôi là cắt được một cái chùa.
mà thời huyện Chợ Lách đó, huyện Chợ Lách của Bến Tre nó nghèo ghê lắm. Nhớ thầy mà y chỉ tôi đó, ông cắt cái chùa, ông cắt là cái chùa từ năm 87, cắt xong rồi cái nhà sau á, cái nhà tổ á, chỉ để được mấy cây cột lên vậy thôi, xây được vách tường không tô nổi, không lợp nổi. Từ năm 87 mà cho tới năm 2001 mới lợp được cái chùa. Mà trong khi 2000, năm đó 2005, là chỉ cần 500 triệu thôi là các cái chùa. Mà thời đó cái huyện Chợ Lách nó để coi đó, nó biết bao nhiêu ngôi chùa quên rồi, 21 hay 20 ngôi chùa thì tôi nhớ, tôi lỡ không rõ số. Mà có những chùa nó nghèo sát sơ, nghèo vậy đó. Mà trong khi ông đem về ông cắt cái nhà thờ, cái thành mộ thôi. Thì tôi hỏi mấy anh em á, sẵn đây tôi mới nói cho mấy anh em biết, người tu của mình á, có hiếu với ông bà, với tổ tiên, với cha mẹ là điều rất ai cũng cần. Nhưng mà hiếu lúc cha mẹ còn sinh tiền kìa. Và cái hiếu á, mà nữa đó là mình cha mẹ mình còn sống á, nghĩ những cái điều lành. Rồi bây giờ mình làm những điều lành, mình đền ơn cái cha mẹ mình á, mới gọi là hiếu. Chứ không phải hiếu. Cho nên nhà Nho họ có câu là phụ tại quan kỳ trí, phụ một quan kỳ hạnh. Phụ tại là cha mẹ mà còn tại tiền á, mình nôi theo cái trí cha mẹ mình. Mà cha mẹ mình mà gọi là phụ một, cha mẹ mình chết á, nôi cái hạnh của cha mẹ mình gọi là hiếu. Chứ trong khi á, dân thì nghèo, cái chùa địa phương mình cắt không nổi, mà mình đem về mình nghĩ rằng mình uy tín của mình đem về, chẳng qua lúc đó là nó nổi vụ dưỡng sinh gạo lứt với mẹ đó, cái thời mà thời kia nổi cộm đó. Bởi vì tôi nói nó thật sự ra nhiều Phật tử đó, mấy anh em mà không đi sâu sát vào đó, toàn là chúng ta chỉ sống bên ngoài thôi. Giống như mấy ông nói đó, tôi hy vọng là mấy ông nói là sự thật, chứ tôi không cần mấy ông khen tôi. Nhưng mà mấy ông nói là hồi chưa qua bên đây, chưa gặp thầy, nghe người ta nói thầy kia nọ. Thật sự tôi không lấy làm vui đâu. Nhưng mà nếu mấy em nói sự thật vậy đó, thì phải nói theo cái gì của tôi làm. Ví dụ như tôi nói đơn giản vậy đó, mình tu hành. Rồi tới cái ông đây cũng vậy. Hai cái chùa, một cái chùa đó mở hạ mấy trăm người cũng có chỗ ở. Một cái chùa bây giờ cắt mấy chục phòng, sắp xong rồi, trong khi không dám cho ai ở trên nội bộ mình thôi. Còn có cạo đầu là cạo đầu mấy ông già và già và sắp sửa tắt hơi đó, thậm chí mấy người đó nó có tiền già, nó đưa chồng vô chùa. Nhưng mà người ta không biết, ta tưởng đâu trời ơi, còn trong khi người ngoài dám chứa không? Tôi hỏi giờ mấy ông tới, ông dám chứa không? Nói xin lỗi á, thấy mấy ông mà dân có ăn có học, cái kiểu mấy ông cái mặt mày sáng láng vậy đó, là không bao giờ ta dám chứa. Bởi vì sao? Sợ mấy ông rù quến Phật tử người ta, hiểu không? Còn nếu mà ngu đần á, mà gọi là kiểu bằng á, khờ khạo, sai đâu đánh đó, cái như là gọi là ngu trung á, thì họ chứa đó. Thật sự đối với mấy huynh đệ đó bây giờ nó khó lắm. Cái người chứa với huynh đệ rất là sợ, ngoại trừ ông thầy Thượng Tài thôi. Thầy Thượng Tài có cái cách trị. Bởi vì tôi không có tham vọng, tôi không có gì hết trơn, tôi còn muốn cho mấy anh em giỏi nữa cơ. Còn bây giờ mấy anh em mà đi đâu người ta chứa mấy anh em, thứ nhất là sợ mấy anh em có tướng nè, lướt qua người ta là mầm mỹ. Mấy bà già bây giờ, thời buổi bây giờ á, tôi thấy trên mạng nó có chương trình đó là thời buổi bây giờ là thời buổi phi công trẻ lái máy bay bà già, không? Mà mấy anh em thời đó ngoài đời cũng vậy, thì trong đạo nó cũng không khác gì. Thì bây giờ mấy anh em có tướng, có sắc, có trình độ, biết nấu ăn, biết dễ vời, thì thật sự ra đó chùa người ta chứa, ta không dám để mấy anh em lâu dài đâu. Cái này tôi nói thiệt. Cái này là nói anh em, để cho nên mấy anh em đừng nghĩ rằng là mấy anh em có sắc, có trình độ rồi mấy em đi đâu cũng dễ, cái người chứa chưa hẳn. Xã hội này nó đảo ngược hết rồi. Bây giờ mấy anh em có trình độ mà sống với người không có trình độ, nó dám sống chung với anh em không? Mấy anh em thử suy nghĩ những gì mấy em đã đi qua rồi đó, nó sợ mình hơn không à? Trong khi ngày xưa ông bà mình nói con hơn cha nhà có phúc, trong khi tổ sư nói câu đó, nói câu mà nghe nó hơi giống như rượu bia đó, học trò bằng thầy,
là thua thầy nửa lít, học trò hơn thầy mới ngang thầy, học trò dở hơn thầy thôi khỏi nói, trong khi tổ nói đó. Mà bây giờ thử có ai dám học trò mà nó hơn mình chịu được không? Cái xã hội ngày nay nó đảo lộn á. Nó rồi trả lại tới ông này, thấy không? Mấy bà đi lao có 60 cái nón lá thôi. Vậy bà khen khóc nơi khóc xứ là trời ơi, ông thầy đóng sợ với Chư Tăng đi hàng ngày từ ở trái chánh điện qua trái đường á, sợ nắng, mùa nắng thì bệnh. Xin lỗi á, mấy bà có quên một câu là thời Đức Thế Tôn ngày xưa đầu trần chân đất, mà cái xứ Ấn Độ ngày xưa nó nóng cỡ nào mà đi khắc thực một ngày nó đi 6-7 tiếng đồng hồ, 5 giờ sáng tờ mà đi khắc thực cho tới 11 giờ, đúng nếu đó theo giờ giấc của mình, về đặng 12 giờ ăn ngọ, ngồi đâu ăn đó, đúng 12 giờ phải ngưng, gặp gốc cây nào ngồi gốc cây đó để mà ăn, đầu trần chân đất dễ bệnh à. Cho nên tôi nói nhiều cái Phật tử nó vô minh rồi, nó ngu si rồi, nó mê muội, dùng biết dùng những từ nào cho trúng, khen vậy đó. Chẳng qua cái nón lá này đó họ làm kiểu như thì thiên chức hạnh đó. Họ muốn phô trương, họ muốn phô trương cái nề nếp, cái lối sinh hoạt của câu like đó. Ừ, để mà lấy coi cho nên là họ quay phim quay ảnh thôi. Câu like đó, để nổi lên chút nữa đó. Tôi nên nói thẳng với em, nói ra nó không có cái gì qua mắt được tôi, đâu phải mình á. Mình nói vậy là mình ác ý với người ta. Câu like để triệu view ăn tiền youtuber nữa. Không, cái vụ này họ không cần tiền youtuber mà họ làm thì họ lấy lòng với bà già. Tại vì cái người phụ nữ ở đâu mà cái nón lá, thấy không? Bây giờ nọ mà 60 cái nón lá bắt tới bà già mới lên ngồi cầm cụa mà lao cho không còn miếng bụi. Rồi trong khi nó trợ tội nghiệp, lo cho mấy thầy. 60 cái vậy chứ cái cả triệu á thầy. Tôi suy nghĩ tôi nói, nói quá tính dạ. Triệu Việt Nam mình có chứ Mỹ là chuyện triệu thì 50 đô hả? Ừ thì nói kiểu bên đây là bên đây 50 đô 60 cá thì cho nên nói gì cũng vậy, nói quá nó tổn cái phước. Nói như tôi á, nói mà nó có chừng mật, nói đúng việc nó không có tổn phước, nói mà nó quá chừng tổn phước. Không biết cho ông công bán nhiều cái thầy đâu, cái rổ của thầy đâu, cái rổ của thầy con chút xíu. Nó lá đó nào? Việt Nam bán 30-40 ngàn cái à. Mà ba Mỹ nó giá tiền đô nó khác. Cho nên tôi thấy thương cho Phật tử. Họ nhiều cái họ, nhưng mà mình nói thôi, mình ganh tị thôi kệ mẹ ha đi. Họ tin thì họ tin, họ ngu họ chịu đi. Kệ, mình chuyện mình đi làm, biết mình đi làm tại mình thiếu phước, thiếu đức, thiếu lường gạt. Mình mới đi làm, mình làm công, làm mọi cho họ. Còn ông nào có phước, có đức, có đủ khả năng lường gạt thì cứ lường đi, biết không? Quê ăn không, nước tương này thầy. Thôi, ví dụ như có những cơ hội anh em ăn về tôi mới nói chuyện. Thì trong mạng nó mắc lỗi nó vừa ăn vừa nói chuyện. Chứ không có đâu phải cơ hội ăn không, ngồi dư đâu mắt hoài. Như lúc buổi sáng mình đàm đạo, mình ăn thì mình mới có chuyện, mình nói chuyện. Không ăn không, cái này nó mặn mặn rồi. Bữa nay tập trung hết làm thợ thiền, giờ mình phụ công. Bữa nay là tôi trả công, không có thầu. Bây giờ nhất là nếu xe trống, xe chú Tâm mà trống thì lấy xe đã đi xuống liền, chở mấy cái chậu về rồi cho ông đi, coi như là ông tính hết. Còn thì tất cả cao, ông lái xe được. Ông lái xe tắt được không? Nhưng bữa nay ông lái xe tắt cao mất lắm được không? Không thì không, đi với chú Tâm. Ông ở nhà ông lo, hoặc là ông tranh thủ bữa nay nấu nướng. Thợ ở nay họ không có ăn cái gì nhiều, rồi coi làm gì trưa cho có nước rồi uống nước hộp té xương gì đó. Rồi bữa sáng vậy đó. Thôi kệ đi, giờ bỏ. Ai nói gì nói, mình lo mình. Miễn sao mình đi làm mà công sức của mình có đồng tiền tới đâu mình tu tới đó, dễ sung sướng đi. Nói hoài là cái nói tôi ngứa miệng tôi, là tôi nói nó đụng tùm lum tá lạ. Uống này cái gì đó thầy? Bắp chuối mà tôi làm ra cái mắm lóc đó thấy ngon không? Trời ơi, làm y như mắm lóc rồi đó. Còn bắp chuối đó thì chiên lên rồi kho Pepsi á. Thì mua con chai Pepsi về, đổ vô kho.
với cái cà chiên trước, chiên sơ sơ rồi mới ướp, ướp rồi mới kho bát xi, hoặc là muốn nước coco. Nó có bay mùi gì? Yên để ăn thử biết. Ngày hôm qua con thấy cái hộp á, màu đen đen thầy gói thì để lại hả? Ừ, nó cá đó. Cái con ngửi vô nó ủ nị, sao nó mùi nó kỳ kỳ. Tôi tưởng ai đi nó hộp không mặn như thế. Hồi đó, hồi lúc mà tôi trốn nhà, tôi là tôi ấy làm sao tôi làm, tôi tập làm này nè, mà giờ tôi nhớ là được hơn 30 năm nó mới làm lại đó. Ăn quá hả? Giống một. Ăn y như cá lóc thiệt. Bắp chuối ha, ông luộc ông bầm cho nó nhuyễn, ông dắt hết bầm nhuyễn, dắt hết nước ra mới nhồi với chao hoặc là nhồi với cái mắm đậu á. Dạ. Với bột. Bột năng á. Ừ. Nếu đúng ra thì muốn bên trong nó mềm thì muốn để gì để. Cái này là món của bánh tre. Cái đi hấp. Nhớ hấp, xuống hấp xong rồi chiên. Nhớ đợt lần đi xuống Bến Tre ăn đi từ thiện với cái ông thầy, ông dọn ra cũng có mắm lóc nè. Mà mùa năm giống thầy thì mắm lóc là vậy đó. Y bon cái bộ phải không? Hôm qua ăn giống không? Cái này mà có dưa leo, có bắp chuối bào là có kiểu nghèo, tại không ăn cay chứ y bon phải không? Ăn mì á, ăn mì mấy anh em nghe thầy nói á, mì nó độc lắm, ăn thì khó trụng với nước một lần bỏ đi ăn nó không ngon một chút nhưng mà nó đỡ độc. Bây giờ còn trẻ đó thì ráng cử kiêng gì chứ đừng để tới tôi hối hận hả. Trụng một lần nước đổ đi kệ, đỡ lần nào hay lần đó, nhưng mà những cái nó không ngon, nó nguyên chất thì nó ngon hơn. Không nói sao cái mắm này bữa mình làm để luộc rau chấm cũng ngon đó, muốn nó làm ngon.